Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Sun Movement. Đối với tất cả mọi người đã tham gia quá trình tập luyện hoặc chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta đều biết rằng để tập luyện được phần cơ lưng xô thì chúng ta sẽ phải tập các bài tập kéo. Nếu như trong phòng gym sử dụng các thiết bị như tạ đơn, tạ đòn và máy khối kéo thì trong calisthenics sẽ sử dụng xà đơn để chúng ta tập luyện. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta tập luyện ở nhà không có xa thì phải làm sao? Hãy tham khảo một số bài tập sau đây nha. Bài tập đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chúng ta sẽ tập bài kéo row, kéo ngang, sử dụng thiết bị đó là bộ bàn. Thông thường thì mọi người ở nhà cũng sẽ có một cái bàn cao để chúng ta ngồi ăn hoặc ngồi uống nước. Mình sẽ tập vận dụng thiết bị này như sau: nằm dưới gầm bàn, đưa chân về phía trước, hai tay bám mặt bàn và sau đó thực hiện bài tập kéo xuống hít và kéo lên thở ra. Phần cánh tay chúng ta kéo và đưa xuống dưới bụng của mình, đẩy người về phía trên một chút, đừng để thấp quá nhé, mà hãy đẩy người về phía trên thì tác động vào phần cơ xô chúng ta sẽ tốt hơn. Với bài tập này sẽ thực hiện từ 8 cho đến 12 lần trong một hiệp. Và 5 đến 7 hiệp là ok rồi. Giữa mỗi hiệp chúng ta nghỉ từ 90 giây cho đến 2 phút nhé. Có một lưu ý nhỏ nhỏ đối với bài tập này đó là đừng cố gắng gập đầu về phía trước mà hãy giữ tư thế thẳng đầu so với phần thân của chúng ta nhé. Bài tập thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chúng ta tận dụng phần cửa ra vào. Hai tay chúng ta sẽ bám vào hai bên lề cửa, sau đó đưa chân về vị trí ở giữa điểm mà của cánh cửa mở ra mở vào ấy. Sau đó ngửa người ra sau và thực hiện động tác kéo. Ở level thấp thì chúng ta đặt tay cao ngang phần ngực, thực hiện động tác kéo như thế này. Ngửa ra thì chúng ta hít và kéo, chúng ta thở. Nâng cao level thì chúng ta sẽ đặt tay thấp xuống dưới, ngang phần bụng như thế này sẽ giúp cho động tác nặng hơn. Nâng cao level hơn nữa thì chúng ta trùng gối sâu xuống sẽ giúp cho động tác nặng hơn. Với 3 level như vậy, các bạn tập luyện sẽ thử sức xem ở cấp độ nào phù hợp với bản thân của mình. Với mỗi level thì các bạn tập luyện từ 10 cho đến 15 lần trong một hiệp và cũng sẽ thực hiện khoảng tầm 5 cho đến 6 hiệp. Giữa mỗi hiệp nghỉ khoảng tầm 1 phút rưỡi cho đến 2 phút là ok nha. Và có thêm một level khó nữa đó là chúng ta chỉ kéo bằng một tay, đứng sang một bên, bám tay vào bên lề cửa và chân chúng ta đạp vào tường để lấy điểm tựa, sau đó kéo. Tương tự thì khi trùng chân, động tác chúng ta cũng sẽ nặng hơn. Nếu như cơ thể của mình giữ thẳng so với phần mặt tường thì còn giúp cho phần co của chúng ta tập luyện hiệu quả. Bài tập thứ 3, mình sẽ sử dụng hai chiếc ghế có độ cao khoảng tầm 40cm và thực hiện bài tập như sau. Đặt hai tay lên hai mặt ghế, nhấc chân, sau đó nằm ngửa ra. Khi nằm ngửa thì sẽ cố gắng giữ một nhịp. Bài tập này sẽ rất tốt cho phần cơ xô vai sau và bắp tay sau. Nó là bài tập bổ trợ cho động tác Victorian. Bài tập này là bài tập nâng cao nên mình sẽ giới thiệu thêm để cho ai có sức và muốn tập thêm kỹ năng Victorian có thể tham gia tập luyện cùng nhé. Bài tập thì có rất nhiều, hy vọng rằng mọi người yêu thích kênh Sun Movement và ủng hộ kênh bằng cách like, share video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha.